Thử thách xe lửa chạy xuyên qua hố sâu hàng trăm mét của MrBeast. Thí nghiệm này được mong chờ nhất và là trùm cuối của tất cả những thí nghiệm điên rồ nhất mọi thời đại. Đó là một chiếc tàu hỏa chạy hết tốc lực xuống một đường ray ở dưới hố sâu và trở lại mặt đất. Như thường lệ, rất nhiều mannequin được đặt ở những vị trí được coi là đắc địa trên chuyến tàu lần này, thậm chí cả khoang lái và đuôi tàu. Khoảnh khắc con tàu rơi xuống hố đoàn tụ những chiếc bowling xe hay những chiếc xe bus trong thí nghiệm trước đó và được coi MrBeast là một bản hùng ca và những thứ tuyệt vời nhất mà anh ấy từng làm ở trong đời. Mặc dù không hoàn thành được thử thách, nhưng đâu đó ngoài mong đợi của Jimmy, đâu sẽ là thử thách đáng nhớ nhất? Các bạn comment để cho mình chút quyền tổng biết nhé.